thời này khi yêu ai cũng phải thật nhiều tiền, tiền đi shopping cùng nàng, tiền sắm iPhone, tiền mua quần áo, tiền quà và tiền cắp, tiền ăn uống linh tinh. Thời này ra công viên chỉ toàn gặp cụ già, còn thanh niên thì ở nhà Facebook, Zalo, tha hồ tán gái. Thằng nào tiền không có thì vẫn ế dài dài. Các em bây giờ không có tiền là không yêu, đang yêu hết tiền thì nàng cũng nói chia tay. Tôi đây chung tình không có tiền thì vẫn ế, 25 tuổi đầu nhưng vẫn còn là trái tân. Thời này quen trên tay chỉ cần mình nhiều tiền thì em sẽ gật đầu liền, tán phát yêu luôn. Những gì em muốn nào, điện thoại tôi xách phải đáp ứng ngay liền. Thời này khi yêu ai cũng phải thật nhiều tiền, tiền đi shopping cùng nàng, tiền sắm iPhone, tiền mua quần áo, tiền quà và tiền cắp, tiền ăn uống linh tinh. Thời này ra công viên chỉ toàn gặp cụ già, còn thanh niên thì ở nhà Facebook, Zalo, tha hồ tán gái. Thằng nào tiền không có thì vẫn ế dài dài. Các em bây giờ không có tiền là không yêu, đang yêu hết tiền thì nàng cũng nói chia tay. Tôi đây chung tình không có tiền thì vẫn ế, 25 tuổi đầu nhưng vẫn còn là trái tân. Thời này quen trên tay chỉ cần mình nhiều tiền thì em sẽ gật đầu liền, tán phát yêu luôn. Những gì em muốn nào, điện thoại tôi xách phải đáp ứng tay liền. Thời này khi yêu ai cũng phải thật nhiều tiền, tiền đi shopping cùng nàng, tiền sắm iPhone, tiền mua quần áo, tiền quà và tiền cắp, tiền ăn uống linh tinh. Thời này ra công viên chỉ toàn gặp cụ già, còn thanh niên thì ở nhà Facebook, Zalo, tha hồ tán gái. Thằng nào tiền không có thì vẫn ế dài dài. Các em bây giờ không có tiền là không yêu, đang yêu hết tiền thì nàng cũng nói chia tay. Tôi đây chung tình không có tiền thì vẫn ế, 25 tuổi đầu nhưng vẫn còn là trái tân. Thời này quen trên tay chỉ cần mình nhiều tiền thì em sẽ gật đầu liền, tán phát yêu luôn. Những gì em muốn nào, điện thoại tôi xách phải đáp ứng tay liền. Thời này khi yêu ai cũng phải thật nhiều tiền, tiền đi shopping cùng nàng, tiền sắm iPhone, tiền mua quần áo, tiền quà và tiền cắp, tiền ăn uống linh tinh.
Thời nay ra công viên chỉ toàn gặp cụ già, còn thanh niên thì ở nhà Facebook, Zalo, tha hồ tán gái. Thằng nào tiền không có thì vẫn ế dài dài. Các em bây giờ không có tiền là không yêu, đang yêu hết tiền thì nàng cũng nói chia tay. Tôi đây chung tình không có tiền thì vẫn ế, 25 tuổi đầu nhưng vẫn còn là trai tân. Thời nay quen trên tay chỉ cần mình nhiều tiền thì em sẽ gật đầu liền, tán phát yêu luôn những gì em muốn. Nào điện thoại túi xách phải đáp ứng tay liền. Thật nhiều tiền, tiền đi shopping cùng nàng, tiền sắm iPhone, tiền mua quần áo, tiền quà và tiền cắp, tiền ăn uống linh tinh. Thời nay ra công viên chỉ toàn gặp cụ già, còn thanh niên thì ở nhà Facebook, Zalo, tha hồ tán gái. Thằng nào tiền không có thì vẫn ế dài dài. Các em bây giờ không có tiền là không yêu, đang yêu hết tiền thì nàng cũng nói chia tay. Tôi đây chung tình không có tiền thì vẫn ế, 25 tuổi đầu nhưng vẫn còn là trai tân. Thời nay quét